Các bạn ơi, các bạn nào chơi CSGO mà có hòm Dagger mà các bạn không dùng hay là không bán, các bạn có thể offer cho mình được không? Uầy, đẹp mẹ, cảm ơn Getrai nha. Ôi, khẩu AK này anh có rồi, anh xin phép anh không lấy nhá. Lấy về lại hơi thừa, anh lấy về thằng Quang nó lại xin đấy. Cảm ơn nà nha. Lấy đi anh, lấy đi, em thích đấy. Em chưa một khẩu skin súng lại anh độ ơi. Kệ mẹ mày. Các bạn ơi, các bạn, nếu như mà tí nữa anh độ mở ra dao ấy, thì các bạn kiểu spam comment kiểu các thứ cho Quang đi anh ơi. Các bạn nhá, nhớ tí giúp mình nhá. Kiểu cho bảy cho Quang cho Snake con dao đi. Các bạn nhớ nhớ spam giúp mình nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, cảm ơn các bạn. Cho con dao cũ cũng được. Cho nhím nữa anh ơi. Ừ, cho cả nhím nữa, kiểu chia cho anh em mỗi thằng một con dao hay một khẩu AK hay là khẩu lo. Ừ, nói chung là dư cây nào cho cái đó đi. Ra cây AK thì cho cây AK cũ cũng được. Chơi nào. Mẹ. Từ bé rồi tôi chưa mở ra dao bao giờ, mặc dù trước tôi còn làm chết đờ đi vậy, thỉnh thoảng chán tôi lại mở mấy chục kỳ các bạn ạ. Tính ra chắc tôi phải mở nghìn kỳ từ trước đến nay rồi. Chưa giờ tôi ra một con dao nào cả. Đồ đỏ, đồ sát chắc các thứ tôi ra nhiều vãi lồn rồi. Địt mại mà khó vãi lồn ấy. Tỷ lệ thấp vãi lồn ấy. Ôi, phát đầu ra khẩu gali tím nha. Là địt mại mà ngày vui trọn vẹn vãi lồn rồi các bạn. Cảm ơn Mai Khanh nhá. Cảm ơn em. Ôi, khổ đẹp vãi lồn nhỉ. Hôm nay mà Star Trek thì hay. Em chuyên bắn gali anh ơi. Hư quá. Gì mới vô khổ một tím chạy. Đẹp lại chứ. Ui. Kha đẹp không. Này đéo cho mở lúc địt mẹ mày 10 hòm luôn nhỉ, có phải nhanh hơn không? Giống như ở mấy cái địt mẹ mày sai cờ bạc. Cái gì? Được vãi luôn. Ôi. Thế giới có khẩu này rồi luôn anh độ. Địt mẹ. Đây là filter à? Xem nào. Ôi. Kìa, anh thấy mọi người không? Mọi người bỏ cho em kìa anh ơi. Ôi, cho nhìn kìa anh ơi. Chú em vừa mới nhắc ra ca đẹp tới đúng không? Đâu rồi, địt mẹ, sao nó không hiện? À, cho em anh đội. Phải ra ngoài mới xem được à? Địt con. Anh chỉ vào cái chữ Y anh đội ạ, chữ Y. Chữ Y à, chữ Y ở đâu ấy nhỉ? Dưới cái chỗ kiểu hình thông tin đấy anh. À rồi, ok. Anh thấy mọi người bảo không? Sao, anh ngon không anh ơi? 0.27 à, là filter à? Địt con mẹ, vãi lồn thật. Thôi cũng được anh ạ, cũng được. Ok, khẩu này tí nữa tôi sẽ giveaway cho các bạn, may mắn trên cái chat nhá. Kì vậy trời anh. Thủ thắng. Nhìn mấy khen cái AK đẹp. Trời cao cũng đẹp anh. Ui, nãy giờ mở được 50 key chưa, mỏi tay vãi lồn ấy. Mới có 10 key vậy anh? 10 key à? 10 key mà hết 5 cái tím rồi đó. À đâu, 4 tiếng một cái. Kia là xong bây giờ địt mẹ nó lại ra mẹ quả đồ lởm vãi lồn. Địt mẹ mà hôm nay mà ra dao nha, tôi thề với cả các bạn. Nói thật, địt mẹ hôm nay mà ra dao, sắp tới tôi mở 500 key luôn. Dao đéo gì cũng được. Miễn là dao đúng không? Miễn là dao luôn, miễn là ra đồ vàng. Á, à, không này hay, tôi thích khẩu xịt này. Nhưng mà nó là Star Trek thì hay. Lâu lắm mà tôi không bắn P2000 thì mẹ tôi vẫn thích UMP hơn. Kiểu bắn nó có 3 cao su ấy, nó vẫn thích hơn. An toàn. Ui, như thế là mình đổi vận này. À đây là một hòm khác đúng không? Ừ, nghe là mình sẽ đổi vận em. Con nó sẽ quay về vết ban đầu là nó lại toàn ra đồ tím. Kinh nghiệm nhỉ, hay nhỉ. Ui, kinh nghiệm nhá. Anh là mình kinh nghiệm nhá. Đổ pro vậy. Holy fuck. Đã tin được luôn. Đúng ra nhưng mà nó không blue tip. Trời ơi, nhưng mà vậy cũng được rồi. Phải wow. Blue game play sai luôn các bạn. Địt con mẹ mày vãi lồn ạ. 500 hòm anh đâu ơi, 500 hòm đâu. Wow. Cuối tuần này mở 500 hòm các bạn nhá. Wow. Địt mẹ con này mà blue tip thì vãi lồn các bạn ạ. Các bạn nào mà chết đồ các bạn sẽ hiểu về cái pattern này. Địt con mẹ. Đéo tin được cái hòm này đúng 1 kỳ luôn ấy. À,
Ai lời thật. Đéo tin được thịt mẹ mà. Sợ ta trách đổi vật là có thật. Ừ. Đổi vật ai là có thật. Con dao. Con dao 2,5 triệu. Phải lộn nhờ. Đéo tin được. Trời. Ủa. Đó 100 kia hết bao nhiêu? 3 em. Vãi lên mở dao ra được nửa vốn rồi. Mở được có AK nữa em. Có AK 3 tiền thì cho anh 700 nghìn cái. Rồi mấy trăm. Đó khẩu đấy cũng phải mấy triệu đây. Asimo á. Có Asimo AK đấy nó không rơi mấy trăm. Ôi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ui, cái gì đấy? Cái gì đấy? Ui, thế nhỉ? Khẩu đấy đẹp. Ui, khẩu này. Được rồi cái này. Khẩu này giống cái móng, mấy cái móng nhà vãi lồn kiểu nó xếp đá lên ấy. Chắc chắn Factory New rồi. Nhân dịp này tặng con dao vậy. Đẹp thực sự. Ôi nói gì ôi hên ôi đấy. Khẩu này toàn ôi, rêu ạ. Ôi ôi tại sao nó đéo phải start chat nhở? Thề anh mở hên vãi đái luôn ấy. Ờ do mấy anh em ngồi bức rứt này kiểu thì phải kiểu đúng người nhà luôn ấy, mở những người nhà vậy. Quay lại khẩu start chat lục nữa này. Gà kem, gà kem mà 4 thì sao nhỉ? Tôi thích cái fake này vậy. Ngày xưa anh thích anh, bây giờ em thích khẩu fake để vai anh em đùa. À, có thằng nào có quyền admin nhờ đổi cái server Discord cái chập chờn quá. Cuộc sống nó phải cho đi anh ạ, anh phải cho đi đã xong anh mới nhận thêm vận anh đồ ơi. Đúng rồi. Sao thằng nghe thấy mỗi thằng Quang nó cứ nói đúng rồi, cái cặc cặc gì vậy? À em bảo anh quay như này là đúng rồi, cứ à, tiếp tục đúng, đúng tiếp anh ạ. Vâng. Bỏ, quay bỏ, tiếp bỏ, đúng. Bỏ cái tập nói chuyện mình đi em, người ta bảo mình bị lú đấy. Thì đấy em xem quay, anh quay hòm quấn quá em cũng đặt tí. Ôi, toàn Nova. Đó bình gôn nha. Đỏ thế nhở. Tiếp. Anh còn nhớ ngày xưa cái hồi anh còn làm chết đờ, địt mạng một thằng bé cầm 200 mìn sang qua công ty anh mua 4 kỳ. Anh còn bù lại tiền, địt mạng xong về cái nó mở ra con dao luôn. Cay vãi lồn, tề. Giờ cho hơn vài cây xanh, vài cây tím đi. Bọn em có cần kiểu đồ đỏ nó nhất gì đâu, không cần giá trị anh ạ. Miễn là anh cho bọn em cái gì cũng được. Cho cái gì cũng được. Đi coi mà mở. Đấy là cho thôi. Đi về mở mấy cái hòm, đi về mấy thằng em ngồi xếp hàng xin đồ, đông vãi lột tề. Giống với con cá dưới hồ ngồi há mồm đâu. Xong đến lúc đó anh phát là anh bắt xếp hàng xem chứng minh thư thằng nào nhiều tuổi nhất tập phát trước. Giống ngày xưa có ông bắn giải ao làng. Được cái top 1 ao làng xong chắc là post vào group khoe bạn bè hay post lên Facebook gì đi qua mạng vào tối chụp cái email nhận đi mẹ xin nhận thưởng vãi lồn. Mấy em bảo lần sau anh mở 500k anh sang chim minh ho mở đi, bọn em đứng xếp hàng bên này cho nó dễ. Ờ xếp hàng được không? Cũng chẳng nhận lại xuống quầy hàng đấy thì bọn em kiểu đi xoay vòng cho nó dễ như này kiểu dễ nhầm lẫn lắm anh ạ. Thắt thắt quá trung thu anh ơi. Ơ nhưng mà mấy cái hòm này toàn là hòm ban chết 7 ngày nên là bây giờ đéo chết được luôn. Không, định bảo là sao anh dám chán. Thôi em đợi được anh, đợi được mà. Nó quay mạnh tay tí nữa là ăn tiền rồi đấy. Ui. Tí tí. Biệt thế. Em đợi anh cả đời cũng được anh đồ ơi. Giờ anh nghe được mày rồi nhím, cuối đời anh gửi nhá. Ừ, mệnh thằng nào mệnh thằng này bắn thì khỏe rớt bê. Anh đi con mẹ mày. Ốp kìa. Ôi. Đi mẹ mày vô lý thực sự luôn. Con mẹ, đấy đúng kiểu đánh 82 ra 28. Đẹp cái luôn. Bây giờ mới công bằng nhất này, giờ còn 10 kia cuối anh chia 10 kia luôn đi. Cho kia này quay. Mua nhầm rồi. Ờ, hợp lý rồi. Rồi, ok nhá. Bây giờ đi mẹ con bây giờ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kỳ thôi. Ủa, biết rồi, cái kỳ của em ra sao? Đầu tiên là thằng Quang đúng không?
Vâng. Rồi, họ của mày này. Anh em nhớ cái lại cho chị. Mày nào, từ 1 đến 8 mày chọn số đi. Cho em số 4 anh ơi. Số 4, rồi. Bọc thế nhở? Ở cái đây. Nhìn tắt mấy kia. Nhím. Thế này là không được. Rồi, địt mẹ mẹ em được khẩu bẩn vãi lồn. Ôi, start check luôn này. Địt mẹ xịn vãi lồn. Đâu, thằng thứ 2, thằng đéo nào nhở? Chọn số đi. Em ơi. Thế này nhỉ, đến nào? Đâu, từ từ, đâu, cho mấy đang xếp hàng trước. Thằng 7, thằng nhím với cả thằng sơ đất. Cho em đi, tại vì em hồng số 7, em hồng số 7 trước đây. Em ơi, thằng 7 đúng sao, thằng 7 hồng số 7. Đúng không? Đúng rồi, chứ không thì nó bị lố. Ôi, em lại giống Quang vãi lồn ạ. Cũng cổ sở ta trách luôn, địt mẹ. Ơ, sao tưởng đến tôi mà. Từ từ, đến thằng nhím, địt mẹ nhím, số mấy? Em thợ số 6. Rồi. Ơ, thế tôi số mấy? Ông từ từ, địt mẹ. Anh vào em. Từ anh có phần anh ạ. Anh từ từ. Ôi, em được khẩu địt mẹ và sắp lọ đầy mồm luôn em ạ. Rồi, sở lách đâu rồi, số mấy? Ui, khẩu này như em đều có sửng chính luôn anh đồ ơi. Khẩu dốc lò đấy em còn đeo súng chính như sao ấy. Tấm này công bằng rồi. Uầy, em được khẩu đóng đinh ạ. Địt mẹ mà em hợp với nghề xây dựng vãi lồn. Đâu nhở, thằng nào nữa nhở? Em anh ơi. Em số 5 anh ơi. Làm lồn số 5 còn 4 hòm thôi. Địt mẹ em. Còn 4 hòm mà. Số 4 đấy anh, số 4. Số 4 số tử đấy, đen vãi lồn. Địt con mẹ. Đâu rồi? Tí thì nó đỏ ạ. Đấy, tôi bảo rồi mà. Chip ơi, số mấy chip ơi? Số... đến số mấy rồi? Còn 3 số thôi. Một bạn. Ôi, chị nghĩ kìa vậy? Chị không lấy anh ơi. Còn 3 số thôi á? 1, 2, 3 thôi. Để tôi luôn á, tôi luôn á. Luôn là số mấy, địt mẹ. Đến số mấy rồi? Còn 3 số, 1, 2, 3 thôi, đúng mát. 1, 2, 3, chạy số mấy. 1 luôn. Đến đây em đúng không? Đang cái gì đấy? Ui, địt mẹ em được khẩu Nova bẩn quá luôn, trông giống que củi quá luôn. Địt con mẹ. Không ai số mấy nào? Ui. Số 2. Con dao này của nó bông mai nhá, đi cho anh em làm chứng nhá. Con dao của bông mai nhá, anh em làm chứng nhá, đi cơ em đèo đoán nữa đâu, mọi người cầm súng này, cầm súng bắn đi. Đến ngày mùng 3 thằng chính mới lấy được nhá, đi cơ. Em vừa làm soi con này xong ấy. Con hàng cuối là thằng nào nhận nào? Nó con dao này, con dao này nhìn là biết rẻ tiền rồi anh ơi. Đeo tính. Dao là được rồi, tôi cần đắt đâu. Kinh nghiệm mà. Thánh nhân tay kẻ thù cờ vãi lồn. Đỏ ấy. Đỏ thật sự. Hết địt cơn rồi. Lên. Ui, trăm khi được hai con dao nhỉ, nhưng mà địt cảm dao bẩn quá.